Ok, và cổ phiếu em muốn giới thiệu đến anh chị em trong video ngày hôm nay đó là cổ phiếu PVT của công ty cổ phần vận tải dầu khí. Và hiện nay cổ phiếu này em đánh giá nó đang ở trong những cái vùng mua rất là hợp lý. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi qua một chút về VN-Index để chúng ta có những cái góc nhìn tổng quan trước khi chúng ta tham gia mua mới bất cứ cổ phiếu nào hay là gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu chúng ta đang có trong danh mục nha anh chị. Phiên ngày hôm nay cũng là một phiên tăng điểm tương đối tích cực khi đóng cửa. Chúng ta thấy là có một cây nến xanh 6.64 điểm. Nhưng một điều chúng ta thấy là cái thanh khoản của chúng ta hôm nay rất là thấp anh chị. Nó còn thấp hơn cái phiên ngày hôm thứ sáu vừa qua. Và hôm nay cũng là phiên phục hồi thứ 5 của thị trường rồi. Và thị trường nó cũng đang tiến vào những cái vùng kháng cự tương đối là mạnh ở trước mắt. Đó là cái vùng từ 1.235 đến vùng từ 1.250, và em đánh giá đây sẽ là những cái vùng cản mạnh mà nếu không có sự đồng thuận của thị trường cũng như là dòng tiền lớn tham gia vào thì em đánh giá đó là cái vùng mà chúng ta khó có thể vượt qua được nha anh chị. Nhưng mà để chúng ta khi thị trường nó vận động tích cực như vậy thì về mặt điểm số thì chúng ta cũng không cần gọi là điểm số nó tăng quá là mạnh đâu. Đâu đó là chỉ cần thị trường chúng ta giữ được nhịp không bị điều chỉnh mạnh thì qua đó là thị trường chúng ta có thể là các nhóm ngành cổ phiếu luân phiên gọi là luân phiên tăng điểm hay là luân phiên phục hồi. Trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy là các cổ phiếu đều có những cái giá trị đều có những cái dấu hiệu ngừng rơi rồi, thì có phiên thì nhóm ngành chứng khoán gọi là hồi phục, rồi có những phiên là nhóm ngành bất động sản anh chị. Còn phiên ngày hôm nay thì khi có một số tin gọi là không mấy tích cực của các cổ phiếu bất động sản thì hôm nay nhóm cổ phiếu bất động sản thì có vẻ là cái sự hồi phục của nó bắt đầu yếu đi rồi. Và nhóm ngân hàng thì cũng là một cái nhóm ngành mà rút chân vào cuối phiên buổi chiều dẫn đến gọi là hỗ trợ thêm đà tăng cho cổ phiếu. Nhưng mà trong phiên ngày hôm nay thì thật sự là một hai phiên quay trở lại đây em cũng quan sát thị trường rất là kỹ và cũng chưa thấy là có sự đồng lòng của tất cả các nhóm ngành anh chị. Thì hôm nay là một nhóm ngành cảng biển rồi phân bón hóa chất thì có một cái xu hướng gọi là tích cực hơn. Ngoài ra thì cũng có cổ phiếu FPT anh chị, phần nào thì nó cũng hỗ trợ vào những cái điểm số rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Thì trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta nếu mà muốn mua thì em vẫn xác định là tham gia vào tỷ trọng vừa phải đối với những cổ phiếu mà đang ở những cái vùng mua. Và những cái phiên vừa qua những cổ phiếu như là HCM thì em cũng đã mua nhưng mà cũng đã chốt lời vào phiên ngày hôm qua rồi anh chị. Vào phiên ngày hôm qua ở những cái vùng giá 25.2 thì hôm nay thì nó đã cũng tiến về những cái vùng cản mạnh của HCM, đó là những vùng 26.5. Thì nếu anh chị em mình mà chưa có những cái vị thế mới tham gia đối với cổ phiếu HCM hay là những cổ phiếu khác trong nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta hãy chú ý đến những cái vùng kháng cự rất là mạnh ở phía trước của nó nha anh chị. Giống như là phiên ngày hôm qua thì chúng ta thấy là FTS đúng không ạ? FTS tăng tương đối là mạnh nhưng mà anh chị thấy là nó đang tiệm cận những cái vùng cản đây rồi. Thì nếu mà để cổ phiếu này tiếp tục tăng thì điều kiện là nó phải tái tích lũy và hấp thụ ở cái vùng này vài phiên thì khi đó nó tăng nó sẽ ok hơn. Còn để mà tăng vọt lên trên vùng này thì rất khó để cổ phiếu có thể đi xa được. Và em vẫn đánh giá ở trong nhóm ngành chứng khoán là HCM vẫn đang tương đối là mạnh ở trong giai đoạn hiện nay khi những cái xu hướng trung hạn của nó không bị phá vỡ anh chị. Thì để nó ổn định thì cái xu hướng trong ngắn hạn của nó phải gọi là cân bằng quay trở lại và tái tích lũy được thì nó sẽ ok hơn. Hay là chúng ta thấy là cổ phiếu SSI là cổ phiếu đầu ngành của nhóm ngành chứng khoán thì hôm nay nó cũng tiến về những cái vùng khách sạn rồi. Cái cản đâu đó là vùng 32.4 thì có thể là ngay trong phiên ngày mai thì nó cũng đã chạm về những vùng khách sạn này rồi. Anh chị thì chúng ta hãy chặn hạn chế mua đuổi. Nếu mà muốn tham gia thì hãy đi canh những cổ phiếu nào mà khi nó về những cái vùng mà kháng cự và nó quay trở lại test những cái vùng đáy hai thì chúng ta sẽ tham gia sẽ hợp lý hơn. Và cái nhóm ngành dầu khí cũng là một nhóm ngành mà tương đối mạnh trong những vừa qua. Và PSR cũng là cái cổ phiếu mà em tham gia và cũng bán ngay trong phiên ngày hôm qua rồi. Và hiện nay thì cổ phiếu này đang tiệm cận ở những cái vùng gọi là đỉnh cũ, ở cái vùng quanh 24 thì nó cũng bắt đầu có những phản ứng.
nhưng mà với cái thanh khoản bán không quá lớn, đối với cổ phiếu PR thì hoàn toàn nó tái tích lũy hấp thụ được ở những cái vùng 23 này, thì cơ hội nó vượt đỉnh sẽ rất là lớn. Và cổ phiếu PVT đây cũng là một cổ phiếu mà trong nhóm ngành vận tải dầu khí anh chị, con này thì gọi là thiên về vận tải hơn, nhưng mà em sẽ đánh giá nó ở trong cái nhóm vận tải dầu khí anh chị. Khi cái cổ phiếu này anh chị thấy là cái giai đoạn vừa qua đây cũng là cái dạng cổ phiếu mà đã vượt qua những vùng đỉnh thời đại trước đó rồi. Vùng đỉnh thời đại của nó trước đó là vùng 27.8, và con này cũng đã có một cái đà chạy rất là tốt từ cái vùng đỉnh thời đại. Và hiện nay thì nó cũng điều chỉnh cùng nhịp với thị trường. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong giai đoạn này tuy thị trường nó điều chỉnh nhưng mà cổ phiếu không bị bán quá là mạnh, giống như là cái thanh khoản của nó không quá là lớn. Và con này chúng ta thấy là có hai đáy, gọi là hai đáy lớn cũng rất là rõ rệt rồi. Nếu nhìn trên đồ thị thì đây chúng ta có thể thấy là đáy sau đây là thấp hơn đáy trước, nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy tín hiệu phân kỳ của RSI rồi. Đó, chúng ta thấy ạ. Phân kỳ tuy là không rõ ràng nhưng mà chúng ta thấy là đáy đáy phân kỳ của cái đáy hai này thì nó cao hơn cái phân kỳ của đáy một này, thì chúng ta thấy là bắt đầu có sự gọi là lực cầu dòng tiền vào khi mà PVT lại quay trở lại test những cái vùng 27 đến 27.2, thì đây tương đối là cái vùng hiện nay thì nó sẽ trở thành những cái vùng hỗ trợ cứng. Còn theo công cụ thì chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay hay là vài phiên trước thì nó chạm và hiện nay nó đã lấy lại được cái hỗ trợ 28.1 anh chị. Đây là cái một hỗ trợ tương đối là mạnh đối với cổ phiếu VVT. Và chúng ta thanh khoản tuy là rất là cạn kiệt anh chị, chứng tỏ là cái lực cung ở phía trên này không còn nhiều nữa rồi. Giống như là những tín hiệu mà anh chị mà đánh theo cái kiểu MACD thì chúng ta thấy là đường MACD cũng bắt đầu cắt đường tín hiệu rồi. Đây cũng là một tín hiệu mua sớm nếu anh chị em mình mà mua bán theo cái công cụ MACD cũng như là cái MACD histogram bắt đầu có những cái cột thanh khoản dương, có nghĩa là cái lực mua bắt đầu lớn hơn những cái lực bán rồi, hay là chúng ta thấy là cái khoảng cách của đường tín hiệu bắt đầu gọi là dương so với cái đường MACD rồi. Ngoài ra thì nếu mà xét về kết quả kinh doanh thì chúng ta thấy là ngay trong 6 tháng đầu năm 2024 thì những cái lợi nhuận và doanh thu kế hoạch nó đã vượt, gọi là vượt kỳ vọng anh chị. Nếu mà tính vào nửa năm mà nó đạt được 63% doanh thu cũng như là 88% lợi nhuận rồi, thì chúng ta thấy là khi mà kết thúc năm 2024 thì cái mức tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu của nó có thể là vượt từ 1.5 đến 2 lần so với những cái kỳ vọng đặt ra. Từ khi đó có thể là một cái phần nào đó hỗ trợ vào cái việc tăng giá của cổ phiếu nha anh chị. Lên những cái vùng 28.1 đây cũng là gần cái điểm mua rồi, mà chúng ta hoàn toàn có thể là mua ngay ở những vùng hiện tại và kỳ vọng cổ phiếu có thể quay trở lại test những cái vùng 31.31 đến 32, thì khi đó chúng ta có thể là bán ra chốt những vị thế lời trong ngắn hạn. Còn nếu mà chúng ta ở những cái vùng hiện nay mà chúng ta mua sai thì đâu đó nếu mà mất đi những cái vùng vùng này anh chị, những cái mức cắt lỗ của mình đâu đó cũng chỉ là 2 đến 3% thôi anh chị. Thì đây cũng là một điều mà chúng ta có thể tham gia khi mà nếu anh chị vẫn gọi là nhìn cái thị trường, thì nếu mà chúng ta không có cổ phiếu á thì rất dễ là chúng ta có thể là FOMO mua đuổi những cổ phiếu mà đã về những vùng kháng cự anh chị. Thì những cái điểm đó thì rất là rủi ro. Nếu anh chị em mà tái máy chân tay thì có thể là tham gia vào tỷ trọng 20 đến 30 cổ phiếu mà nó vẫn còn trong những cái điểm mua, thì thị trường nếu mà thị trường nó ổn, nó có thể là lình xình quanh đây và nó chưa có thể tăng ngay đâu, thì chúng ta có thể là kỳ vọng là sự luân chuyển cổ phiếu khi cổ phiếu mà chưa có cái đà phục hồi rõ ràng, hay là những cổ phiếu mà đang ở trong hỗ trợ thì nó sẽ có những cái đà phục hồi tốt hơn nha anh chị. Thì ok, nếu anh chị em mình mà cũng quan tâm đến cổ phiếu PVT hay là cũng đang canh mua thì có thể là liên hệ cùng em Huynh qua số điện thoại em có để trên góc màn hình, hoặc là nếu anh chị yêu thích và cũng có đồng quan điểm về cổ phiếu PVT thì có thể để lại những lượt like ủng hộ cũng như là những cái comment trái tim ở phần bình luận nha anh chị. Ok, chúc anh chị em mình có những kết quả đầu tư tốt đối với cổ phiếu PVT cũng như là trong thị trường chứng khoán nha anh chị.
Chúc anh chị em mình đầu tư thành công. Bye bye.